Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải bị cách khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Jerusalem và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người đến. Nhưng tại đó, người ta không muốn đón tiếp Người, bởi Người đang đi lên Jerusalem. Thấy vậy, hai môn đệ là Giacôbê và Gioan thưa với Chúa rằng: Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Người quay lại quở trách các ông rằng: Anh em không biết thần trí nào xúi dục mình. Con Người đến không phải để giết chóc, nhưng để cứu chữa người khác. Và các ngài đi tới một làng khác. Đang khi đi đường, có người thưa rằng: Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy. Chúa Giêsu bảo anh đó: Con chuồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ gối đầu. Người bảo một kẻ khác rằng: Hãy theo tôi. Thì người ấy thưa: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng người đáp: Hãy cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, phần anh hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa. Một người khác thưa rằng: Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về tự giả gia đình trước đã. Nhưng Chúa Giêsu đáp: Ai đã tra tay cầm vào cái cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cho tôi hỏi liền: Tại sao mấy người Samaria là cái tỉnh ở giữa, nó giữa Judea và Galilea, cho nên những người Do Thái ở phía Bắc muốn đi xuống Jerusalem phải đi ngang Samaria? Tại sao hôm nay họ tức mình đến nỗi không muốn đón tiếp Chúa Giêsu? Và cái câu Thánh Luca nói: Bởi vì người đang đi Jerusalem. Tại sao? Là tại vì người Samaria tin rằng ở cái núi Sikem của họ có đền thờ, và nơi đó đủ để thờ phượng, không cần đi đâu hết. Còn người Do Thái thì nói phải về Jerusalem mới có sự thờ phượng chính đáng. Thế là họ kình nhau rất lâu. Cho nên mỗi năm cứ đến dịp hành hương mà người Do Thái kéo nhau từng đoàn đi ngang mảnh đất của họ để xuống Jerusalem thì họ bực mình. Chỉ có vậy thôi. Cho nên cái câu ông Luca viết vì người đang đi Jerusalem là đúng. Mấy lần trước họ cũng tiếp Chúa Giêsu, nhưng lần này thì không. Rồi hai ông Gioan và Giacôbê là vì đi theo Chúa mà còn mơ danh vọng, chức quyền, nhất là những người nào chống mình thì phải diệt. Cho nên xin Chúa cho lửa trên trời xuống đốt. Tức là đi theo Chúa, theo cái bề ngoài, cái danh vọng, chức quyền, tiền tài, chứ không đi theo Chúa để đến nỗi dám hy sinh như cái câu đầu: Biết mình sẽ phải cách khỏi đời này, Chúa Giêsu cương quyết đi lên Jerusalem để chịu chết. Ba cái câu trả lời sau rất ngạc nhiên, nhưng mà mình không có giờ để nói. Tôi chỉ nói cái cuối cùng: Ai đã tra tay cầm vào cái cày mà còn ngó lại sau lưng, Chúa bảo không xứng đáng với cái nước của Thiên Chúa. Tôi trích một câu chuyện của cha Trọng Tước. Cha đăng lâu rồi, 20 mấy năm rồi. Lần đó cha ở Hồng Kông, cha ước mơ được vào đảo Thượng Xuyên để mà viếng mộ Thánh Francisco Xavier, dòng tên nổi tiếng. Rồi cha cũng muốn đi vào một làng quê Trung Quốc để xem tự do tôn giáo ra sao. Mặc dù đi lén, cha cầu xin và Chúa ban cho cha cái dịp để đi sang viếng mộ Thánh Francisco Xavier. Và hôm nay câu chuyện là cha được cái thầy dòng tên người Hoa tên là Paul Chen dắt cha đi đến thăm một ngôi làng mà một thời rất gian truân
vì cách mạng văn hóa đỏ. Thì ông thầy là người thông dịch, cha không biết tiếng Hoa, đến gặp một người giáo dân già và ông sẽ dẫn hai người đi viếng ngôi làng đó. Họ nói với nhau bằng tiếng Hoa, cho nên lâu lâu thầy Paul mới dịch lại cho cha trọng tướng nghe. Ông già nói ở đây, cái chỗ này ngày xưa là một cái nhà nguyện của các sơ, bây giờ thành hợp tác xã nội dịch của làng. Chỗ kia ngày xưa là cái mục để tượng Đức Mẹ, bây giờ có hình Mao Trạch Đông. Và đây cái quảng trường mà tôi với vợ tôi bị trói tay, và rất nhiều người khác phải đứng đây, người ta cạo đầu, bôi vôi trên đầu và trước ngực cho treo tấm bảng tuyên truyền mê tín dị đoan. Bởi vì tôi và vợ tôi là giảng viên giáo lý. Sau đó có người khạc nhổ, có thể đánh đập, rồi đuổi đi khỏi nhà, khỏi vùng, đi lên vùng xa, vùng sâu, gọi là kinh tế mới. Mấy chục năm mới được trở về, gây dựng lại. Hôm nay tôi dẫn các vị đến thăm một tu viện. Nghe ghê quá. Chính sách mới bắt đầu mở cửa để lấy lòng du khách, cho nên nhà nước Trung Quốc bắt đầu trả lại một vài cơ sở tôn giáo mà họ lấy cách đó mấy mươi năm rồi. Đến trước một cái tường thấp có cổng bằng tôn, bằng thiết, rồi ba người đứng nói gì với nhau thì cha tầm thường đứng nghe nhưng không hiểu gì. Thì trời đã về tối, thì có ánh đèn bên trong. Ở trên đỉnh ngôi nhà có hai miếng tre gáp lại thành cây thập giá. Đơn sơ, nghèo, nhà ở Trung Quốc thấp, các cái kèo cột rất to và rất chắc, và họ thường sơn đen, cho nên coi nó có vẻ nặng nề. Đang đứng như vậy thì cửa xịt mở ra, có một cái đầu lú ra. Cha tầm thường nói, chắc mình nghĩ trong bụng, chắc mình đứng lâu, cho nên người trong nhà bị nghi ngờ, có thể họ sẽ kêu công an Trung Quốc. Và cái phản ứng tự nhiên của cha tầm thường là tôi sờ xuống túi, coi cái passport Mỹ có còn không. Nếu còn thì cũng là cái phao để nó cứu mình. Rồi cánh cửa mở ra, một bà già 60 mấy tuổi mời ba người vào. Đó là tu viện. Có cái sân nhỏ và một cái phòng, có hai cô gái, cô thiếu nữ đang ngồi dưới đất, dùng cái ghế đổ làm cái bàn để đọc sách. Và bà già là tu viện trưởng, đang dạy hai cái cô sắp vào tu. Trên tường có một ảnh Thánh Giuse bạc hết màu, không có khuôn, chắc bà ấy lấy cái mấy miếng tre đóng lại thành cái khuôn. Bên kia là tượng Thánh Nữ Teresa Hội Đồng Giêsu cũng bạc hết màu, mà tường vôi lở loét lòi gạch ra, chắc không ai tu bổ trong nhiều năm trời. Như thì qua thông dịch, cha mới hỏi, thế thì tên trong dòng của bà là gì? Tại vì mỗi người nữ tu khi mặc áo dòng thôi thì đã phải chọn bỏ cái tên cũ của mình đi, tên cha mẹ đặt cho, để lấy một cái tên trong dòng. Thì bà ngạc nhiên và bà trả lời ông thầy Phôn Chen dịch lại rằng bà không có tên trong dòng. Cha tầm thường mới hỏi, vậy thì bà khấn hồi năm nào? Dịch qua dịch lại, chưa bao giờ khấn. Gì kỳ vậy? Rồi thì bà mặc áo dòng hồi năm nào? Dịch qua dịch lại, chưa bao giờ mặc áo dòng. Thế thì ai cắt cử bà làm bề trên tu viện này? Nhà nước. Tầm thường nghĩ đến giáo hội quốc doanh, để lại sờ passport cho chắc ăn. Thế thì câu chuyện của bà kể và làm cho xúc động cả thế giới. Lúc 16 tuổi, bà nghe tiếng gọi của Chúa, xách cái vali bằng mây, người Hoa họ đang bằng mây. Cha mẹ tiễn đưa đi đến cái tu viện đó. Cùng hôm đó cũng nhập một cô 16 tuổi. Ở cái tuổi 16, con gái biết gì? Biết, bắt đầu biết đánh phấn, bôi son, biết làm đẹp, sơn móng tay. Nhưng thuở đó làng quê Trung Quốc nghèo, chưa ai nghĩ tới chuyện đó. Trong lòng cô gái nghĩ gì không biết, nhưng cô xin đi tu, xin hiến thân mình cho Chúa, đẹp vô cùng.
ở bao tôn bao lâu không biết, bởi vì chưa mặc áo dòng, chưa học xong gì cả, chưa nhận được tên trong dòng, chưa học lời khấn nào hết, thì cách mạng văn hóa đỏ tới. Người ta phân loại ra các sơ ngoại quốc đem về Bắc Kinh trục xuất, các sơ địa phương thì cởi hết áo dòng đi lên kinh tế mới. Những em dự tu giống như hai cái cô 16 tuổi trẻ nhất cũng phải đi theo, đi lưu đày. Thưa quý vị, lưu đày bao lâu? 50 năm. Ngài bà được kêu tên thả về 66 tuổi. 50 năm gian truân, rồi để lấy lòng những khách du lịch, người ta bắt đầu xét trả lại cơ sở tôn giáo. Thì cơ sở đó được trả, trả cho ai? Những người có tên trong danh sách các sơ chính thức đã chết hết rồi. Chết vì tuổi cao, chết vì gian lao ở những nơi rừng thiêng nước độc. Còn cô này còn sống, thế là trong danh sách họ lần mò tìm ra để về trao cái tu viện cho bà. Một người nữ tu chưa hề mặc áo dòng, một người nữ tu chưa hề làm nhà tập để huấn luyện, chưa hề học lời khấn, chưa gì cả, mà tại sao lý tưởng còn sáng ngời suốt 50 năm gian truân khổ ải? Câu trả lời rất khó. Nhiều người đi tu mà còn lựa cái tu viện này ăn ngon hơn mới đi. Cô gái đi vào tu viện chưa được gì cả là đã nếm thánh giá kéo dài nửa thế kỷ, mà cô vẫn trung thành. Ghê thật, tôi cảm phục thật tấm gương của một người đã tra tay cầm cái cày không ngó lùi nữa. Trong 50 năm đó, cái gì đã giữ gìn cô thiếu nữ đó trung thành đến cùng? Tôi không có câu trả lời ngoài ra là tình thương của Chúa dành cho cô và cô dành cho Chúa. Ngoài ra không có cái gì để mình có thể trả lời cho hợp lý. Rất đáng phục. Còn chúng ta, nhiều vị vào tu gặp một chút thử thách đã vội toan tính nghỉ việc đi về. Hãy nhìn lại gương cô gái Trung Quốc 16 tuổi, đẹp vô cùng. Bài học cho mình, mình nhìn lại đi, trong đời hôn nhân mình đã từng cầm tay hứa với nhau, anh Nguyễn Văn Ổi lấy em Nguyễn Thị Mít làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy cùng em, bla 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 vân 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 vân, suốt đời cái chữ suốt lên cao. Rồi có vài năm sau thì lại mơ tưởng người khác, tra tay cầm cày mà chê cái cày, bây giờ đi tìm cái cày bằng máy khá hơn. Thì mình nhìn lại gương cô gái này để mình cảm phục. Mình không chỉ trích ai, bởi vì ai cũng yếu đuối, ai cũng bị cám dỗ, nhưng qua cái gương của một người mà mình học được lòng yêu mến của cô ấy dành cho Chúa. Bà mẹ Teresa thật chí lý khi bà nói: "We are not called to be successful, but we are called to be faithful." Tôi tạm dịch: Chúa không gọi chúng ta để sống cuộc đời thành công, nhưng Chúa gọi chúng ta để tập sống thành tín, trung thành cho đến cùng. Hai chữ thành, thành công có khi làm mình kiêu căng, nhưng giữ lòng thành tín mới là điều khó. Thành tín trong đời hôn nhân lại rất khó nữa, khi mà mình ở bên cạnh nhau 24/7 rồi mình thấy hết những tật xấu của nhau. Cho nên trong cộng đoàn có một anh mới đi mổ mắt, bây giờ mắt còn mờ mờ. Tôi hỏi: "Sao anh nhìn thấy vợ sao?" Ông nói: "Đẹp hơn." Bởi vì mờ mờ, còn rõ ra cái thấy nhăn nheo á. Tội nghiệp, nói chơi, nhưng mà nó có thể là thực tế của cuộc đời mỗi người. Chúa không kêu gọi chúng ta thành công, Chúa không cần thành công,
trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước không thấy nói đến chữ thành công, chỉ nói đến kết quả những nỗ lực của mình. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta thành tín, trung thành. Bài Tin Mừng nói Chúa cương quyết trung thành với ý Chúa Cha, biết mình chết vẫn đi. Điều đó là gương sống cho chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng con trong đời sống hôn nhân, đặc biệt là đời sống hôn nhân, khi ở bên cạnh nhau sẽ thấy rõ. Nhưng càng thấy rõ càng yêu thương nhau, càng thương nhau hơn. Bởi vì ai cũng yếu đuối, ai cũng bị cám dỗ, ai cũng có thể sa ngã như nhau. Điều mà bà mẹ Teresa nói dễ làm nhất trên đời là gì? Phạm tội. Không cần tập cũng phạm được. Tôi nói đến chữ 24/7, tôi nhớ một lần tôi đi xe đò từ Sydney xuống Melbourne, đi khỏi Goulburn một khoảng khá xa, còn chừng 100 cây tới Melbourne thì tới cái village tên là Yass, Y-A-S-S, Yass. To lắm, cái cổng làng cũng có để chữ Yass. Rồi có một cái tiệm McDonald's ở cái bên, nó treo cái cờ McDonald's ngay cái chữ Yass đó. Chữ McDonald là chữ em, bên cạnh là chữ Yass, thì người ta đọc là My Ass. Rồi ở dưới nó để Open 24/7. Nghe ớn chưa? Người Úc nào đi ngang nó cũng cười, họ hiểu liền. Nhưng mà trong đời hôn nhân chắc cũng vậy, nó Open 24/7. Cho nên mình thấy rõ nhau, nhiều khi mình take it for granted, mình nhào. Xin Chúa ban cho chúng con một khi đã hứa với Chúa, đừng hứa, không sao. Một khi đã hứa với Chúa, ráng trung thành. Trong đời hôn nhân, ráng trung thành hay thành tín sống với nhau. Bậc cha mẹ cũng biết ơn gọi của mình, cái cày của mình là gia đình. Cái cày của mình là con cái. Mình đã ra tay vào cầm, đừng ngó chuyện khác. Hãy thi hành điều đó đến nơi đến chốn mới gọi là thành tín. Để nói lên cái tác hại của ăn nhiều chất đường, đặc biệt là chocolate. Để nói lên cái tác hại của khói thuốc lá, có nicotine. Để nói lên tác hại của rượu, thì một cha xứ đi ra giảng lễ cho trẻ con, đem 4 cái chậu bằng thủy tinh, giống như cái hồ cá đó. Rồi ông có cái hộp, thì ông nói hôm nay cha muốn dạy một bài học về các cái thứ này. Thứ nhất là ông ấy để một con trùn, con earthworm, miền Bắc gọi là con giun, giun đất, để vô cái chậu thứ nhất. Xong ông đổ rượu vào, con trùng dậy 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 chết liền. Cái thứ hai, để một con giun, con trùng vào, hút thuốc, thả vô, nó chạy vòng 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 vòng, hồi nó say, nó chết. Con thứ ba, để vô cái chậu, đổ siro chocolate thật là ngọt vào, quéo lại, chết luôn. Con thứ tư, để vào đất tốt, sống hạnh phúc. Rồi cha hỏi mấy em nhỏ, cho một bài học. Một đứa con trai giơ tay lên, I got it. Con biết rồi. Hỏi sao? Cha muốn nói tụi con, hãy uống rượu thật nhiều, hút thuốc lá thật nhiều, và ăn chocolate thật nhiều, thì trong bụng sẽ không còn vui sáng nữa.